Nga. Sao ông ngủ giờ này lọ mọ làm cái gì vậy? Sao nay dậy sớm? Đau bụng không? Phát tờ rơi, mỗi ngày phát 200 tờ, lương 50.000 một buổi, ngày làm 2 buổi, cuối tháng nhận lương, chịu không? Chịu. Giờ thì làm luôn đi, sớm nửa tiếng, tính luôn ca chiều nhá. Con mời bố sang ăn cơm. Con không ăn hả? Dạ hôm nay con đi họp lớp cấp 3. Con sẽ về sớm, bố đừng có lo. Về sớm là khi nào? Con tính bỏ thằng Ngọc luôn hả? Bố đừng có hỏi con những chuyện đó nữa. Con mệt mỏi lắm. Nói một đằng, nghĩ một nẻo. Xạo ơi là xạo. Anh hai à, chuyện bệnh tình của anh, em nghĩ anh nên sớm cho mọi người biết. Anh biết rồi. Em để chuyện này anh xử lý nha. Anh phải làm sao bây giờ mình? Vợ con đón Phúc hả bố? Con Phúc đi cắm trại với trường rồi. Con Hạnh thì đi họp bạn lớp cấp 3. Chả biết hôm nay đi với thằng nào mà thấy vui lắm. Còn Phúc không có ở nhà, chả biết nó có về hay không. Cảm ơn Chung. Anh vô nhà nghỉ ngơi đi. Anh ơi,
Trung mới chuyển về khu vực này sống. Nếu cần gì, Hành cứ liên lạc, Trung sẽ giúp đỡ hết mình. Cảm ơn Trung. Thôi, Trung về cẩn thận nha. Ừ. Hành ơi. Mình mới về hả mình? Xin lỗi, đây là... Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về giùm. Sao anh phải cảm ơn? Anh bây giờ sắp là chồng cũ của tôi rồi. Mình đừng có vậy trước mặt khách mà. Xin lỗi anh, vợ chồng tôi có chút chuyện. Thôi chung về đi, bữa khác mình nói chuyện. Mình, mình, gì vậy mình? Nhìn cái mặt của anh là tôi biết kiểu gì anh cũng không nói được, cho nên tôi mới viết ra đây lý do vì sao tôi ly dị anh. 3 trang giấy đó. Anh đọc đi. Anh không dám đọc chứ gì? Anh Ngọc, tại sao đó anh cưới tôi vậy? Phải lỗi của tôi đã chọn anh, cho nên tôi phải chịu đựng gia đình anh cho tới tận bây giờ. Đã có lúc tôi từng nghĩ hay là mình ráng mình chờ con Phúc nó lên đại học rồi tôi sẽ... Nhưng đến bây giờ thì tôi chịu đựng hết nổi rồi. Khoan đã mình. Anh nói cái gì đi chứ? Lần nào anh tới đây mà lại không có chuyện? Sao? Mấy đứa em của anh nó lại gây ra chuyện gì nữa đúng không? Không phải là... Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Anh có biết là tôi ghê sợ anh em các người dữ lắm không? Anh phải nói với mình sao đây? Cái nhà này nó tan nát như ngày hôm nay là vì ai? Mình à? Hả? Anh không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Anh bảo bọc cho tụi nó đến bao giờ nữa hả anh Ngọc? Tụi nó có khác nào quỷ hút máu anh không? Anh nhìn lại mặt mình đi. Có khác nào là người sắp chết không anh Ngọc? Mình nói đúng. Anh sắp chết. Vậy anh chết đi. Đừng bao giờ mà lôi mẹ con tôi theo nữa. Anh chết một mình anh đi. Anh biết rằng mình nên chết anh vẫn nợ mình mà. Anh xin lỗi. Anh sẽ đồng ý ly dị với mình. Anh xin lỗi mình. Anh
làm như vậy đi. Anh làm như vậy luôn đi. Anh không xứng đáng, anh không xứng đáng, anh không xứng đáng được sống như vậy. Anh không xứng đáng, xứng đáng, không xứng đáng. Anh không xứng đáng được sống. Anh không xứng đáng. Anh không xứng đáng được sống. Anh được sống. Có chuyện gì anh hai? Anh bị ung thư gan. Nhưng mà anh muốn sống, anh muốn được ghép gan. Mấy đứa, đứa nào cho anh gan đi? Ung thư gan là em bố hả? Là anh hai sẽ chết hả? Bác sĩ nói nếu nếu anh được ghép gan á, anh thấy sống thêm đến mấy chục năm nữa lận. Anh còn nhiều việc phải làm lắm mấy đứa. Anh còn muốn sống, mấy đứa cứu anh với. Em cho anh ghê. Em nữa. Mấy anh chị thôi đi. Em sẽ cho anh nghe. Mình phải kiểm tra xem có ai phù hợp nhất đã. Hả? Mình đi ngay đi anh. Kiểm tra liền luôn đi anh. Đi liền dạ luôn á. Đúng rồi. Rồi, trời ơi. Sao tới bây giờ em mới nói vậy? Anh ngốc thiệt luôn á. Anh cứ sợ mấy đứa lo cho anh quá. Lo cái gì? Bây giờ mình đi kiểm tra đi. Đi lẹ đi anh. Đi lẹ đi. Đi lẹ đi. Lẹ đi. Đi, đi liền dạ luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mấy đứa sao vậy? Rồi, mình sao chăng gì nữa, phải đi thôi chứ. Đi. Mình từ từ cũng được mà mấy đứa. Ủa, ở đây là ở đâu vậy? Không phải mình tới bệnh viện hả mấy đứa? Đi theo em đi anh hai. Mấy đứa tính làm gì vậy? Ở đây là ở đâu vậy? Anh không cần biết đâu. Ui da. Làm gì vậy nè? Cái này là cái gì vậy mấy đứa? Xuống đi. Mấy đứa làm gì vậy? Hả? Cho anh lên. Xuống đi. Không, cho anh lên. Đừng. Nga. Nga. Báo. Báo. Ông muốn xin gan. Ông làm được gì cho tụi tôi mà đòi xin gan? Đúng. Ông đã làm được gì cho tụi tôi? Hả? Ông nghĩ là tụi tôi cho ông gan? Tất cả đều là lỗi của anh. Không ai cho gan đâu. Không ai cho gan đâu. Không ai cho gan đâu. Chưa. Không. Chưa. Một, hai, ba. Chưa. Mấy đứa. Hai, ba. Cây táo nở hoa lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh Vi Giải Trí. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.